dựa trên nguyên tắc là bảo toàn mụn. Thực sự nó cảm giác nó cũng hơi rung thôi, không phải đau đâu. Có thể cần. Hút đi em. Chẳng nó to thế này. Không đau đâu. Cảm nhai giúp anh. Cắn nhai nhai bình thường. Nhai đi. Cắn giúp anh nhai. Nhai bình thường. Em ăn nhai và sinh hoạt sử dụng cái răng là như một cái răng bình thường, như một cái răng thật của mình thôi. Tức là cũng 6 tháng đi lấy cao răng một lần. Dùng tăm nước hoặc chỉ tơ nha, không nên dùng tăm. Em cầm đưa cái nhìn. Thank you.